Đây là một trong hơn 20 cửa hàng Momoso tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhãn hàng đã được giới thiệu là có xuất xứ Hàn Quốc, nhiều sản phẩm, mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng. Đây là những lý do khiến những cửa hàng Momoso hút khách ngay từ những ngày đầu xuất hiện. Tôi thấy có rất nhiều cửa hàng này ở vòng quanh thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã từng đến đây mua một vài món đồ như mua đồ chơi cho mấy đứa trẻ và một số đồ gia dụng. Theo thông tin trên nhãn mác, Momoso là thương hiệu đến từ Hàn Quốc với chất lượng sản phẩm cam kết đúng theo tiêu chuẩn của Hàn. Không chỉ ở Việt Nam, Momoso còn có mặt trên 20 quốc gia khác như là Thái Lan, Philippines, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng trên chính quê hương Hàn Quốc lại không tồn tại bất kỳ cửa hàng nào thuộc hệ thống bán lẻ này. Điều này đã làm giới truyền thông Hàn Quốc đặt câu hỏi về việc có hay không việc giả danh thương hiệu củ sâm, lừa dối khách hàng. Dù sau đó, trên fanpage của Momoso Việt Nam đã đăng tải thông tin đính chính kèm theo giấy đăng ký thương hiệu tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự ngờ vực của giới truyền thông xứ Hàn cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo mình nghĩ thì một sản phẩm mà bị quốc gia của mình mà nghi ngờ như vậy thì em nghĩ là chắc cũng là hơi sợ. Em gặp lên em thấy chữ Made in China thì em cũng hỏi cái chị nhân viên thì chị nói là đồ của Hàn Quốc luôn, em cũng không hiểu tại sao là vậy. Cũng sợ nên em chỉ không mua đồ mỹ phẩm mà chỉ mua mấy đồ gia dụng thôi. Theo tôi nghĩ cái điều quan trọng nhất là phải coi trên cái bao bì của sản phẩm. Người ta in nó xuất xứ từ đâu thì chúng ta sẽ biết. Chứ còn cái công ty đó từ đâu không quan trọng. Và chúng tôi nghĩ rằng cái việc này, việc quảng cáo mà hàng hóa xuất xứ từ Hàn Quốc là nó không có đúng. Có cái yếu tố mập mờ đối với người tiêu dùng. Tôi nghĩ rằng các cơ quan quản lý nhà nước cần phải xem xét cái việc quảng cáo này. Thương hiệu Hàn Quốc. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, việc một nhãn hàng đăng ký ở một quốc gia, sản xuất ở một quốc gia khác, sau đó lại bán tại một thị trường thứ ba là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, việc một số sản phẩm của Momoso có dấu hiệu đạo nhái sản phẩm của các thương hiệu Hàn Quốc để đánh vào thị hiếu của người tiêu dùng thì cần phải được làm rõ. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm mà tôi đã mua từ cửa hàng Momoso trên đường Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì như quý vị có thể thấy rằng là trên bao bì thì đều ghi là của Hàn Quốc. Tuy nhiên tất cả những cái sản phẩm mà tôi mua và quan sát tại cửa hàng thì đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Và cái việc những cái sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc được bán trong những cái cửa hàng đến từ Hàn Quốc hay Nhật Bản thì là một chuyện không hề mới. Tuy nhiên vấn đề được đặt ra đó là ngay cả truyền thông của nước nhà là nước Hàn Quốc, nơi mà cái thương hiệu này xuất xứ cũng đang ngờ vực về xuất xứ của thương hiệu này. Và khi mà liên hệ với lại đại diện của Momoso tại Việt Nam thì công ty này đã từ chối trả lời và cho biết rằng là sẽ tổ chức họp báo trong tuần này để trả lời truyền thông.